chở chiều, chở chiều lặng lẽ, có bánh khọt, chè ba màu. Khu theo Sài Gòn Central, 373/2. Hotel Phan Anh đó, Hotel Phan Anh. Để xem cư xá trong đây như thế nào. Đầu hẻm là chị bán gỏi cuốn. Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp nối khu vực quận 1 hôm nay thì chúng ta sẽ đi một vùng cái khu chợ Thái Bình này. Và như đã hứa thì hôm bữa em có đi ngang đây và trong con hẻm nhỏ nhỏ có rất là nhiều khách sạn. Thì hôm nay nhân cái chuyến đi dạo một vòng ở đây thì em mời bà con mình cùng quan tâm theo dõi những cái địa chỉ khách sạn ở đây, để khi có dịp về Sài Gòn chúng ta có cái để tham khảo ha. Và các anh chị ở xa và biết đến, nghe nói những khu vực chợ Thái Bình và hôm nay mình cùng đi khám phá như thế nào. Và chợ Thái Bình bán buổi sáng thôi, buổi chiều thì không có đông lắm. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí rạp Khải Hoàn năm xưa. Khải Hoàn năm xưa chúng ta sẽ đi một vòng vô chợ, xem chợ Thái Bình buổi chiều như thế nào. Và trước khung cảnh xung quanh chợ thì có bán sinh tố nè. Rồi ở đây thì gần với cái trường trường mù đó, trường cho những người khiếm thị, trường Chu Văn An. Và bên kia chợ thì bán bánh tiêu, bánh bò, bánh đúc. Ủa, không phải bánh đúc, bánh bao chiên. Và ở ngay góc đường này có cái tiệm sửa giày, không phải tiệm mà là ở dưới lề đường. Mình đi vô khu ngôi chợ này để xem sao ha. Ngôi chợ này cũng rất là lâu năm rồi, rất là sơ sát. Đây chúng ta thấy có sửa giày, dịch vụ sửa giày. Và tiệm nước xăm, rồi bánh bao, bánh mì. Bữa mình đi ban đêm, hôm nay chúng ta đi ban ngày. Rồi mình sẽ đi vô chợ, sẽ đi vô cái hẻm. Đi vô cái hẻm mà phía sau chợ nè. Mình nhìn vào bên đây đường có một cái nhà rất là xưa. Mình vừa đi qua hình ảnh, vừa đi qua cung đường này nè. Sẵn cái này là mình ra Bùng Binh Cống Quỳnh đó. Và bây giờ chúng ta đi vô chợ nha. Chợ chiều, chợ chiều lặng lẽ, có bánh khọt, chè ba màu. Bên đây thì trái cây, này thì vô nhà lòng chợ, bán chao, bán đậu, bán đường, muối. Rồi bây giờ người ta đã dọn chợ rồi. Cái gì đó không phải, không ăn, đi lâu quá vợ.
Đó, bên kia là bến xe buýt và đường Phạm Ngũ Lão, và có một cái hẻm bên hông chợ, phía sau chợ nè. Chúng ta sẽ lòn theo cái hẻm này đi đến đường Cống Quỳnh nè. Thấy trái cây rất là tươi luôn. Harley 373. Rất là nhiều phòng cho thuê ở đây. Khu theo Sài Gòn Central 373/2. Hotel Phan Anh đó, Hotel Phan Anh đó nè. Rồi Khôi Hotel 373/11. Long Hotel đó. Rất là nhiều hotel đây. Bên đây quán cà phê nữa nè, cũng là Khôi Hotel trên lầu luôn nè. Đây nhà này kêu bán nè. Nhà đây rất là đắt giá. Vào đây là Gạo Hotel Sài Gòn Hotel. Đó, nhìn hotel đây là ngập trời luôn. Hẻm 373 373/20 Snow House. 33/2. Lala Home, phòng phương pháp làm đẹp bằng thực phẩm. Lala Home. Nếu mà ở khách sạn này thì chúng ta có cái chợ, ăn uống ra cũng rất là gần. Tuy là không sang trọng nhưng mà cũng thú vị. Đây có hotel Single House, Jungle House. Town House 373/4547. Khôi Hotel. Cozy House, khách sạn thân thiện. Rất là nhiều luôn. Rồi, chúng ta nhìn bên cánh phải thì có cái nhà rất là xưa nè. Rồi thẳng hẻm này chúng ta sẽ ra cư xá 137 luôn. Rồi mình vừa xem qua những cái hình ảnh, những cái khung cảnh về những khách sạn ở trong hẻm 373 Phạm Ngũ Lão.
và chúng ta sẽ đi ra hẻm này là hẻm số 10, 160 Công Quỳnh. Và hẻm này có Banana Leaf, khách sạn lá chuối. À, Banana Leaf ở đây, khách sạn lá chuối 160/2 ở cuối hẻm nè. Và đầu hẻm này có quán phở nè. Nếu ta ở khách sạn này thì có những quán ăn, những hàng ăn như thế này ha, có những chợ như thế này. Bún bò quế chứ hả? À, bún bò chứ không phải là phở, em nói nhầm, xin lỗi các anh chị. À, bánh canh, bột gạo, bột mì 55k, chả cua. Đó, ngày đầu hẻm 160. Chiếc xích lô của Sài Gòn. Bọn ta đi đến đây là ngôi chợ đó. Lúc nãy mình vừa bắt đầu ở vị trí đó đó, mình vòng vô hẻm. Là hẻm này ra hẻm 160 luôn. Thông với hẻm 373 Phạm Ngũ Lão. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vô cư xá 137 Cống Quỳnh xem sao ha. Thêm được biết thì hẻm này là hẻm cùng thôi. Để mình xem cái cư xá ngày hôm nay như thế nào. Đầu hẻm 190 nè. Có cụ bán chuối. Và chúng ta nhìn qua cái bên kia là cư xá 137. Cái bảng rất là xưa rồi. Thông qua những hình ảnh xưa này thì chúng ta cũng chia sẻ một số địa danh, nếu địa điểm khách sạn ăn uống rồi, để cô chú anh chị muốn về đây, nếu mà mình khơi gợi lại ký ức ngày xưa thì mình cũng ở lại khu này vài ngày thì cũng có cái địa chỉ để ta tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ qua đường nha, để xem cư xá trong đây như thế nào. Đầu hẻm là chỉ bán lỗi cuốn. Và chút xíu nữa mình ra mình thưởng thức cái món gỏi cuốn như thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở cư xá 137. Thôi chưa thấy cư xá ta. À, ở đây có Viva, Viva Plum. Ủa, hết rồi. Đằng kia là hẻm cùng rồi. Thôi, mình quay trở ra thôi. Ủa, sao chưa thấy cư xá? Đây là cư xá nhưng mà vẫn chưa thấy ta. Chắc lẽ thay đổi đó mà. Rồi số hình ảnh ở khu vực chợ Thái Bình gửi đến bà con. Rồi bây giờ mời bà con ăn thưởng thức gỏi cuốn với em nha. Đây có đường lên, có lẽ đường lên cái cư xá này hả, cư xá mặt tiền đường Cống Quỳnh.
rồi coi thực đơn nhận. Dạ. Đây mấy cái gỏi cuốn đây. 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5. Thôi anh lấy 5 cái gỏi cuốn đi. Em gỏi cuốn lấy tương thôi anh. À lấy tương. Tương dạ. Ngồi giùm anh. Dạ dạ. Đây là đầu hẻm 137. Ở đây anh bán hủ tiếu rồi. Chai ăn sơn đúng không? Dạ đúng rồi. Hủ tiếu rồi gỏi cuốn. Dạ thôi được. Ủa thấy để cư xá 137 mà vô không thấy cư xá nào. Đâu phải, đây đâu có cư xá. Hẻm. Hẻm. Đây không có cư xá. À, ta thấy cái bảng cư. À, ta thấy cái bảng nè. Hồi đó giờ không có cư xá vô cuối cùng là. Dạ. Cư về kìa. Rồi, em mời bà con cùng thưởng thức nha. Món gỏi cuốn. Gỏi cuốn chấm với cái tương. Rồi mời bà con nha. Con này có thể chấm với mắm mắm nêm cũng được nè. Đây có bún rồi tôm với rau sống với thịt luộc cuộn ở trong một cái cuốn thế này và có một cọng hẹ ở giữa. Rồi một số hình ảnh ở đường khu vực chợ Thái Bình gửi đến bà con cô bác những hình ảnh về địa chỉ khách sạn và cư xá ngày xưa. Có lẽ ngày xưa đã thay đổi rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.